Ngày hôm nay Hân sẽ xuống bếp làm món cà ri gà. Và đây là nguyên liệu của Hân. Đầu tiên Hân có ở đây là một con gà khoảng 1 kg, Hân đã chặt ra sẵn rồi cả nhà. Đồ bỏi để cho vào món cà ri. Thì cả nhà thích ăn gì mình cho nấy nha. Hân chọn vào đây là khoai lang nè cả nhà. Đây là khoai lang Hàn Quốc nè. Khoai lang ở bên Mỹ nó có cái màu sắc đẹp hơn nha. Khoai tây, khoai môn và chuối sáp á cả nhà. Chuối sáp của Việt Nam, nhưng mà Hân mua đông đá cả nhà, cho nên nhìn cái màu sắc nó cũng không ngon lắm nha. Còn gia vị ướp thì ở đây Hân có là 2 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối, 1 muỗng rưỡi canh bột cà ri, 200ml sữa tươi, ít đường, 1 lon nước cốt dừa. Và đây cả nhà mình có ở đây là hành, tỏi, gừng, sả mình đã băm nhuyễn nha. Thì bây giờ Hân mời cả nhà làm cái công đoạn tiếp theo với Hân nha. Bây giờ Hân sẽ đi ướp gà nha cả nhà. Thì đầu tiên Hân sẽ cho 2 muỗng hạt nêm vào đây, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối, 1 muỗng rưỡi canh bột cà ri, sả đập dập cắt khúc, sả băm Hân sẽ cho phân nửa cả nhà. Mỗi thứ Hân có khoảng 1 muỗng canh thì Hân sẽ cho vào đây mỗi thứ một nửa nha. Nửa muỗng canh sả, nửa muỗng canh tỏi, nửa muỗng canh hành tím băm, nửa muỗng canh gừng. Cho vào đây 200ml sữa tươi luôn cả nhà. Rồi Hân sẽ trộn nó lên nha. Mình sẽ massage cho cái gà của mình nha cả nhà. Còn cái màu của cà ri á, khi mà mình bắt lên bếp á, mình xào cho săn á cả nhà, thì khi lúc đó mình thấy cái màu cà ri nó chưa đẹp thì mình sẽ cho thêm ha. Cái màu nó cũng tương đối rồi đó cả nhà. Thì sau khi mà Hân trộn đều lên thì Hân sẽ cho cái gà của Hân nghỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ nha cả nhà. Khi gà của mình nó thấm thì Hân sẽ đi làm công đoạn tiếp theo nha. Gà của Hân đã ướp được 1 tiếng rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi nấu cà ri nha. Đầu tiên mình sẽ cho khoảng 1 muỗng canh dầu ăn vào đây. Sau đó mình sẽ cho lại cái phần sả, tỏi, gừng với lại hành lúc nãy mình chừa lại cả nhà. Mình đổ vô đây mình phi cho thơm nha. Giờ Hân sẽ cho gà vào nha. Mình xào cho săn lên nha cả nhà. Nhà nhìn thấy cái màu nó đẹp không? Rất là đẹp luôn á. Mới có xào chút xíu mà nó thơm rồi cả nhà. Thơm mùi cà ri dữ lắm luôn á. Khi mình xào mình dặn lửa lớn lớn xíu nha. Thịt gà của Hân cũng đã săn rồi cả nhà. Bây giờ Hân sẽ chế nước vô nha. Chế nước sao cho nó xăm xắp mặt gà nha cả nhà. Tại vì con gà này là con gà dai á, cho nên mình cần phải có thời gian mình nấu cho gà nó mềm ha. Rồi, Hân sẽ đổ bao nhiêu nước cho cả nhà. Mình sẽ dặn lửa thiệt là lớn đến khi nào mà gà của mình nó sôi lên nha cả nhà. Thì mình sau đó mình sẽ hạ lửa trung bình ha. Bây giờ cái nồi cà ri của mình nó cũng đã sôi nè cả nhà. Nó có nhiều bọt nè, mình sẽ hớt bọt nha. Sau đó mình hạ lửa trung bình ha. Và mình để ở đây nấu cho đến khi nào mà thịt gà của mình nó hơi mềm thì mình sẽ cho cái rau củ vô nha cả nhà. Mình cũng phải nấu tầm 30 phút á nó mới mềm á, tại đây là con gà dai á. Giờ mình hớt bọt ha. Hân thấy cái màu cà ri nó cũng đẹp rồi nè cả nhà. Lúc nãy Hân cho tới 1,5 muỗng bột cà ri á, cho nên cái màu nó đẹp rồi. Hân cũng cần cho thêm màu nữa nha. Thịt gà của Hân nấu được hơn nửa tiếng rồi cả nhà. Bây giờ thịt gà cũng đã hơi mềm rồi đó. Bây giờ Hân sẽ cho khoai lang, khoai môn vào trước nha cả nhà. Rồi khoai tây luôn. Còn chuối thì Hân sẽ để vô sau ha. Lý do là chuối người ta đã nấu chín rồi,
Thì khi nào mà cái khoai này gần chín thì mình mới cho chuối vô nha cả nhà. Nếu không chuối nó sẽ bị gục quá. Hân thích ăn nhiều đồ bổi cho nên là Hân cho nhiều xíu ha. Rồi khi mà mình cho khoai vào đây thì mình sẽ nêm nếm lại nha cả nhà. Hân sẽ cho vào nồi thêm một muỗng canh đường với lại một muỗng cà phê hạt nêm nữa nha cả nhà. Cái cà ri của người miền Tây của Hân á thì nó vừa béo nè, có vị ngọt nè cả nhà, cho nên là Hân nêm nhiều đường xíu nha. Rồi bây giờ mình nấu cho nó khoai nó gần chín thì mình sẽ cho nước cốt dừa vô nha cả nhà. Khoai của Hân cũng đã mềm rồi đó cả nhà. Bây giờ Hân sẽ cho chuối vào nha. Lúc nãy Hân có cắt một cái củ hành sắc muối cao nè cả nhà. Khi nào mình tắt bếp mình sẽ cho củ hành vào nha. Giờ Hân sẽ cho hết cái chuối này vào. Quá trời nguyên cái nồi rồi cả nhà ơi. Đồ bổi rất là nhiều nha. Thịt gà thì không có nhiều hết trơn á. Rồi bây giờ Hân sẽ nấu cho cái này nó sôi lên chút xíu nữa nha cả nhà. Nấu được tầm khoảng 10 phút rồi, Hân sẽ cho một lon nước cốt dừa 400 ml vào đây luôn nha cả nhà. Wow, nhìn nó béo lắm luôn á cả nhà ơi. Mùi nước cốt dừa rất là thơm luôn ha. Rồi, mình sẽ nấu cho cái nước cốt dừa này nó sôi lại, sau đó mình nêm nếm lại một lần nữa nha cả nhà. Tại vì mình cho 400 ml nước cốt dừa này vào á thì cái nồi của mình nó sẽ bị lạc đi á. Để Hân đợi cho nó sôi lên, Hân sẽ nếm lại nha. Cả nhà xem nè, cái nồi cà ri của Hân có hấp dẫn không cả nhà? Cái màu cũng rất là đẹp nha cả nhà ơi. Cho nước cốt dừa vào nó rất là thơm luôn. Thì nước cốt dừa nó đã sôi lâu rồi đó cả nhà. Bây giờ Hân sẽ cho cái củ hành tây vào đây luôn nha. Rồi nấu chừng khoảng tầm 1 phút nữa. Cho củ hành nó hơi hơi chín chín thì mình sẽ tắt bếp nha cả nhà. Đây cả nhà, Hân đã nấu được 1 phút rồi nè cả nhà. Bây giờ Hân sẽ tắt bếp nha. Cả nhà thấy cái nồi cà ri của Hân nè, siêu to luôn cả nhà. Nhìn rất là ngon nha. Cái màu khoai lang đó cả nhà, cái màu này nhìn nó y chang như màu cà rốt luôn, là thơm phức luôn. Thì bây giờ Hân sẽ múc cà ri ra để thưởng thức nha cả nhà. Và cái màu cà ri rất là đẹp luôn cả nhà ơi, và thơm phức luôn, thơm mùi nước cốt dừa béo ngậy. Cả nhà ơi, Hân đã múc xong cái tô cà ri này cả nhà. Bây giờ Hân sẽ rắc lên một ít đậu phộng nha. Cho vào đây mấy cọng ngò rí lên trên nữa cả nhà. Vậy là Hân đã có một cái tô cà ri rất là thơm ngon rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ mời cả nhà cùng ăn cà ri với Hân nha.